Bạn đang chăn nuôi gia súc, gia cầm, bạn muốn băm nhỏ nguyên liệu cỏ hay các loại rau củ quả thải loại làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Bạn muốn tìm kiếm một chiếc máy sử dụng đầu nổ để có thể xử lý nguyên liệu ở mọi nơi từ cánh đồng, ngoài vườn, đến khu vực chuồng trại, những nơi không thể kết nối nguồn điện. Vậy thì Bình Quân Group mời bạn tham khảo dòng máy băm cỏ 6TASB phiên bản đầu nổ nhé. Chiếc máy này sẽ đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà bạn đặt ra. Như bạn thấy đó, máy được thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vận hành. Với sự kết hợp của đầu nổ 5,5HB và hệ thống bánh xe di chuyển tiện lợi, bạn có thể dễ dàng đưa máy đến bất cứ đâu làm việc mà không cần phụ thuộc vào nguồn điện. Máy băm được đa dạng các loại nguyên liệu từ cỏ cây thân mềm như cỏ xả, cỏ voi, thân ngô, đến rau, củ, quả. Thậm chí máy còn có thể băm các loại cành cây như thân cây sắn, ngọn mía, cành táo, lê, phục vụ chăn nuôi hiệu quả cho bạn. Thành phẩm sau băm sẽ có kích thước đồng đều, có thể được ứng dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc ủ phân hữu cơ trồng cây, đệm lót sinh học. Vận hành máy rất đơn giản, toa nạp nguyên liệu có dạng đứng dốc thẳng xuống buồng băm. Nên bạn chỉ cần cho nguyên liệu vào toa nạp, chúng sẽ tự động rơi xuống phía dưới buồng làm việc. Thành phẩm sau khi bị hai dao băm sắc bén băm nhỏ sẽ được đưa trực tiếp ra ngoài theo đường cửa xả. Tại đây có nắp đậy điều chỉnh hướng phun thuận tiện cho việc thu gom thành phẩm. Bạn có thể nâng nắp xả lên nếu muốn thành phẩm phun xa và ngược lại, hạ nắp xả xuống nếu muốn thành phẩm phun gần. Giờ đây với máy băm cỏ 6TASB, bạn hoàn toàn có thể băm đa dạng nguyên liệu làm thức ăn cho đàn vật nuôi hay phục vụ trồng trọt, vừa giúp tiết kiệm thời gian, công sức, lại còn cho năng suất cao, lên tới gần tấn mỗi giờ. Như vậy mỗi ngày bạn có thể tạo ra hàng tấn thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm rồi đó ạ. Quá tuyệt vời cho một chiếc máy băm cỏ nhỏ gọn, tiện lợi phải không ạ? Vậy bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy nhấc máy gọi ngay tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình. Hoặc để lại bình luận ngay phía bên dưới, đội ngũ tư vấn viên của công ty sẽ trả lời nhanh nhất khi có thể. Khi mua máy tại Bình Quân Group, quý vị sẽ nhận được những điều sau. Thứ nhất, tất cả sản phẩm của Bình Quân Group được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Thứ hai, toàn bộ máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ, kỹ sư, công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Thứ ba, tất cả các dòng sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!